Ở đây là người ta bán nhiều thế nhỉ. Ở đây là người ta bán sâm cắt cánh này các bạn này. Một đống luôn. Và mùa này là mùa sâm cắt cánh cực kỳ là nhiều. Và cái này nó cũng rẻ các bạn. Đấy. À, ở đây là có ốc này các bạn này. Ở đây là mình thấy là người ta bán ốc này. Đấy. Ông ấy. Ốc này. Ốc này là ông mít đấy. Ông mít ạ. À? Béo nhỉ. Đấy. Đây ốc này các bạn này. Đấy, rất là béo. Ốc này thường thường là người ta bán 6-70 nghìn một cân đấy. Ớt này. Đây là ớt này. Và kia là cà của cà dại đắng ở trên rừng đấy các bạn. Còn khu vực này người ta bán gì không nhỉ? Đây này các bạn này. Đây củ mài này. Củ mài mình lấy rồi. À, đây là người ta bán đây. Ở đây củ đỗ, quả đỗ này các bạn này. Quả đỗ nhìn nó dẹp dẹp hay nhỉ. Đây là như kiểu quả bồ kết ấy. Như kiểu vâng. Đây. Quả đỗ màu tím. Còn ở đây là những dây ớt khô. Cái này là người ta bán có 10 nghìn một chùm đấy các bạn. Mang về xào ăn rất là ngon. Đấy như kiểu đỗ ván ấy, mà nó dẹp dẹp đấy các bạn. Quả nó rất dẹp dẹp. Ở khu này người ta đang mở nhạc rất là ồn. Thôi tạm thời bây giờ thì mình sẽ rời khỏi khu vực này. Bởi vì nhạc mình sợ nó dính bản quyền âm nhạc ấy. Nên các bạn thông cảm nhé. Như bạn này đã hai cháu rồi này. Đấy, trông rất là trẻ. Bạn này chắc là không biết là đến tầm hơn 20 tuổi chưa. Nói chung là ở trên này người ta lấy chồng sớm quá. Đây có bà đang thêu khâu đồ thổ cẩm các bạn. Ở đây. Đây các bạn nhìn chưa? Cái sâm cắt cánh này, bà sắp thành đống rất là đẹp. Hôm nay mình không có đơn nào, nếu mà có đơn thì mình sẽ lấy cho bà ủng hộ các bạn. Có đơn thì mình sẽ ủng hộ cho bà. Mặc dù nó cũng không phải là to hẳn nhưng mà đôi khi là chúng ta ủng hộ những người chung tour. Bởi vì là bán chậm ấy, ủng hộ. Tầm mà mát. Một cái loại đặc biệt ở trên này các bạn. Đây cả cải gì nhỉ? Cải hoa đá. Mầm đá. Cải mầm đá. Đấy trông rất là hay nhé, rất là nhiều mầm. Mà cái này không biết là vận chuyển về xuôi được không? Cả tuần nhé. Đây này các bạn này. Đây này các bạn nhé, cải mầm đá. À rau mầm đá. Nhưng mà nó thuộc là cải mà. Thôi cứ gọi là rau đi, nó cũng là rau mà các bạn. Hay nhỉ, nhìn nó rất là hay nhé. Nó rất là nhiều mầm. À, ăn cái này thì luộc lên, đúng rồi, luộc lên thì nó... Luộc nhừ lên chả mắm ớt. Rau mầm đá. Thôi cứ gọi là cải mầm đá cũng được các bạn. Vì nó giống cây cải. Bao nhiêu tiền một cân nhỉ, bán lẻ tại chợ này? 30 nghìn một cân cả nhà nha. Cái này bà nói bảo để lâu lắm, chắc là vận chuyển 4-5 ngày chắc là không việc gì. Để các bác nào ăn thử thì cứ alo nhé, gọi là ăn trải nghiệm đấy nhé. Bởi vì là tiền phí ship thì chắc chắn là nó phải gần như là tiền rau rồi, nhưng mà biết đâu ăn trải nghiệm thì nó ngon thì lại thấy hay hay. Đây. Bởi vì là ví dụ như 30 nghìn một cân mà ship đã mất khoảng 2-mấy nghìn rồi và tiền công ấy, thì chắc chắn là nó sẽ phải rơi vào 60 nghìn một cân. Nhưng mà nếu mà mục đích là chúng ta ăn trải nghiệm thì vẫn chơi tất các bạn. Gọi là vẫn mua hết. Bởi vì là không biết ở dưới xuôi có không, mình không biết, nhưng mà ở đây là người ta hay bán. Khu vực này bao nhiêu em mua lạc đấy các bạn? Lạc đỏ đấy các bạn nhé, lạc đỏ. Bao nhiêu em mua cả vỏ, cả quả, cả hạt luôn, chưa bóc. Cái loại cả loại chưa bóc thì mình chưa hỏi, nhưng mà loại lẻ, loại hạt không ấy, loại người ta bóc rồi mà củ nó đều ấy thì người ta bán với giá là 70.000 đồng một cân. Chợ phiên các bạn, phiên chợ vùng cao.
Thịt trâu các bếp ạ. À, buổi sáng ngày hôm nay hầu như là mình đã đi quay chia sẻ cho mọi người khá là nhiều rồi. Và mình cũng khá là mệt rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ khoảng 5 phút, sau đó là mình sẽ đi quay chia sẻ tiếp cho mọi người nhé. Hẹn mọi người vào video sau nhé. Cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác rất là nhiều đã, đặc biệt là đã lấy hàng ủng hộ Hải để hỗ trợ lấy hàng ấy, thì Hải có tiền xăng, Hải đi chợ phiên. Đấy, xăng bây giờ là nó cũng phải rơi vào 21.000 đến 22.000 một lít. Và Hải đi xa lắm, đi khoảng 60 cây số, sau đó là cả đi cả về là trên 100 cây số. Đấy, ngày nào cũng như thế thì cũng khá là tốn tiền xăng các bạn. Đấy, mỗi một lần đi cả đi cả về là mất một bình xăng. Mà kênh thì không có nhiều người đăng ký. Và sau đó thì được một các bác ủng hộ có nghĩa là mua cái thảo dược ở trên chợ ấy, thì mình có gửi và mình lấy cái tiền lãi đó và mình để đi tiền xăng, gọi là đủ tiền xăng đi chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác. Và có lẽ là video bây giờ thì cũng khá là dài rồi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhá. Gái mặc quần áo người Mông. Ở đây là người ta bán rất là nhiều đồ. Anh em chuẩn bị đi phục quà đi ăn cơm trôi rồi. Dạ. Ông lại chuyển ra đây rồi. Phải không nhỉ? Chuyển nhanh đấy, vừa thấy ở đằng kia đông quá nhỉ. Xem nào, mình chưa nhìn thấy cái gì đặc biệt là so với mọi hôm mình đi quay các bạn. Bí non này, bí bao tử, bí đỏ các bạn. Đây người ta bán cổ non, súp lơ. Nếu mà các bạn xem video thường xuyên thì các bạn thấy là đây là những cái mặt hàng ở trên chợ Bắc Hà lúc nào cũng bán. Và ngày hôm nay thì là mình muốn tìm cái gì đó đặc biệt nhưng mà chưa thấy các bạn. Có nghĩa là cái sản phẩm gì nó lạ mắt và nó gây ấn tượng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình chưa thấy đâu các bạn. Chờ rất là đông. Và video sau thì là mình sẽ dẫn mọi người ra khu vực chợ Phong Lan nhé các bạn nhé. Đấy, sân Đông Quy. Mọi người mua hàng rất là nhiều các bạn, khách du lịch, khách ở miền xuôi, ở Hà Nội, rồi nói chung là các nơi người ta đi trải nghiệm, đi cuối tuần ấy các bạn. Rơi tiền rồi kìa. Ở đây là có bác cái đũa tre này các bạn này. Đũa tre, bao tiền bó ạ? Rẻ nhỉ. Để tí mình gọi. Hôm nay mình hình như là có người gọi bảo có đũa tre không? Để tí mình gọi. Người ta thích đũa tre kiểu này này. Xem nó có cong không ạ? Nói chung là đẹp. Để tí mình gọi xem nào, có bác ấy có mua không mình đấy. Ở đây là người ta bán lạc đỏ này. Đây là bó đũa tre nha cả nhà nhé. Đũa tre, đũa người ta tự làm đấy các bạn. Nhìn nó rất là mộc mạc. Nó không được nhẵn nhụi nhưng mà nhìn nó kiểu nó có một cái nét gì đó miền núi các bạn.
Ở tí nữa mình sẽ gọi cho một bác để bác xem có mua bó đũa tre đấy không. Chợ phiên vậy đông nha. Ôi, ở đây là người ta có một cái bi chuối này các bạn này, như kiểu tên lửa. Đây, như kiểu đạn, đầu đạn tên lửa. Đấy. Bi chuối nhìn chưa. Hay lắm các bạn. Đây khoai, khoai lang, khoai mật các bạn. Mình xem còn đơn nào nha. Cái này khá là nhiều đơn các bạn. 10 lít rượu mình lấy sau này, lấm xương hiêu mình chưa lấy này. Hai lạng hoa hồi này. Đấy, chưa ho này. Hoa hồi mình chưa lấy các bạn. Và đây đây. Hoa đu đủ tươi này. Thì chỗ các bếp này, chè săn tuyết đấy rồi này. Chai bầm dập đấy rồi này. Táo đỏ. Lấy rồi này, lấy rồi này, lấy rồi này. Đấy, đa số là mình cũng lấy hết rồi. Bây giờ thì mình có thời gian mình rảnh rỗi mình đi chơi được các bạn. Có nghĩa là đi quay chia sẻ cho mọi người thoải mái thôi, chứ không phải bận rộn như kiểu lúc sáng nữa. Điều gì? Ở trên kia người ta vẫn đang ca múa nha. Đấy, trời ơi này. Sản phẩm ở trên vùng cao bà con tự xay và tự làm nhé các bạn nhé. 30.000 à bà? 30.000 một chai. Đây là bác tự làm nhỉ? Đấy. Đây bà con tự làm nhé các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp ạ. Chợ rất là đông, rau củ quả. Mình đang xem có gì độc lạ không mà chưa thấy các bạn. Đây là những cái đồ dùng, những cái đồ thảo dược bà con. Nói chung là không biết là đối với các bạn chắc là nó mới lạ, nhưng mà đối với mình thì hầu như là mình đi chợ suốt ngày ấy, thì mình quay thì thấy nó cũng thấy nó đậy. Nói chung là nó quen thuộc rồi, nó không có gì xa lạ cả. Và nói đến giá cái nào thì hầu như là mình cũng gọi là biết sơ qua, gọi là biết chính xác chứ không phải sơ qua các bạn. Bởi vì là mình hay đi lấy đồ cho khách là mình biết giá hả. Đây chúng ta sẽ ra khu vực này một tí các bạn. Đây, khu vực người ta bán lấm ngọc cẩu này các bạn. Nấm ngọc cầu đỏ nhé các bạn nhé. Ở trên này có cái thớt đây. Sắp Tết rồi, cả nhà có ai mua thớt không? Đây chè gì đây? Chè san tuyết bản liền. Ở trên này người ta bán cả thớt này, xem có cái thớt nào đẹp không các bạn. Hôm nay có thớt đẹp nhỉ? Đây. Cái thớt này nó rơi vào tầm 40 các bạn. Đây. Cái thớt này là đường kính nó rơi vào tầm 40. Cái này cũng tầm 40. Cái này bao tiền anh? 40 tầm gần. Không đến 40, 35. 35 à? 35. 35. Đây, cái thớt nhỏ này các bạn này. Đấy. Nói chung là cái thớt này khá là dày nhé các bạn nhé. Đây. Nó rơi vào tầm 5 phân đây. 5 phân các bạn, đồ dày 5 phân. Đấy, cái kia cũng thế kìa.
cái kia màu nó sáng sáng, còn cái này nó thâm hơn, có nghĩa là gỗ của nó già hơn nhé. Cái này nó rơi vào tầm gần 25 phân thôi. Đấy, các bác Tết rồi các bạn, mua thớt về chặt thịt gà, chặt xương. Đấy, các bác nào lấy thì cứ inbox Hải qua số Zalo. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi khám phá chợ phiên và đi chia sẻ tiếp cho mọi người nhé. Chợ phiên Bao Hà các bạn. Đấy, rất là đông vui nhộn nhịp. Ở đây này các bạn thấy này, người người đi lại, người người đi mua hàng. Và ở đây thì mình thấy là người ta bán cả, đây là cái hạt mắc khén này các bạn này. Mắc khén người ta, cái này là tươi nhé các bạn nhé, nó vẫn còn tươi này. Cái này mang về phơi khô các bạn, rồi xay ra, tán thành bột để cho vào thức ăn, hoặc là cho cả hạt cũng được, nhưng mà tùy thuộc vào chúng ta là cho vào hạt, ví dụ thăng cố thì được, còn ví dụ thức ăn thì cũng được, nhưng mà kiểu nó sẵn sàng ấy thì tốt nhất là tán thành bột, để không phải tán thành bột mà xay nhỏ nó ra để cho vào cho nó đỡ ăn, nó bị xào xạo, nó bị sạn kiểu đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi chợ tiếp. Chợ phiên Bắc Hà đông lắm cả nhà ơi. Độ tuần nào cũng vậy nhỉ, cực đông. Ở đây là bà con đang làm gì đây? Bác thì bán hàng, bác thì đang chỉnh sửa măng cho nó đẹp thêm một tí để cho nhìn cho nó thu hút khách du lịch người ta mua. Tật những cái đầu già đi các bạn. Ở đây là chổ này, ớt này, ớt, đây là ớt treo các bếp đấy các bạn. Đây là khu vực thảo dược chữa bệnh các bạn. Ở đây là mình thấy là người ta bán cả dây, cả cái dây bổ máu này các bạn này. Đấy, đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Dây bổ máu. Đây gọi là hỗ trợ các bệnh về thiếu máu. Cái này thì người ta đun nước uống này, phơi khô đun nước uống này. Cái này nó tươi các bạn, tươi phải về phơi khô. Còn hình như đây là những cái cây cam thảo sao này. Thấy cây cam thảo nhỉ? Đây, vàng chưa các bạn. À cây mật gấu chứ nhỉ? Sorry các bạn, đây là cây mật gấu đúng không? Mình tại vì cây cam thảo nó cũng màu vàng vàng, mình nhớ nhầm. Đây, cây mật gấu. Vàng nhỉ các bạn nhỉ? Cái này ngâm rượu nó màu vàng đẹp lắm nhỉ? Đây. Cái màu này nó phai ra màu rượu thì cực kỳ là đẹp ạ. Cái này chữa bệnh gì chị? Đau xương à? Đau xương, đau khớp. Cây mật gấu các bạn nhé. Nói chung là đây là những cái cây ở trên rừng các bạn. Người ta kiểu nó thuộc, nó hợp với, nó chữa một số bệnh. Đấy, mình không phải chuyên gia nên mình chỉ đi hỏi để đi tham khảo xem này các bạn. Xem đây này, đây là mật gấu nhỉ? Cô ấy bóc ra để phơi khô ấy, đun nước uống các bạn. Nói chung là trên chợ phiên nhiều lắm, đầy đủ các mặt hàng các bạn. Rồi ok các bạn nhá, mình vừa mua một cái chai mà bác ấy bảo là chữa bệnh cái này sau đau xương đau khớp đúng không, và vừa để bầm dập chân tay. Cái này uống được nhá, nếu mà các bạn không tin bảo bác uống hộ đây, bác uống hộ cho một tí cho khách tin thôi, không này bảo sờ này chỉ bóp chân tay thôi. Cái này uống được nhỉ bác nhỉ? Uống được. Đấy. Uống một ngày uống khoảng bao nhiêu ạ? Một chén nhỏ thôi nhỉ? Chén mắt trâu. Chén mắt trâu thế. Đấy nhá, cái này uống được nhá các bạn nhá, chứ không phải là cái này là gọi là thuốc lá thôi mà, nó không có. Đấy. Cái này uống thoải mái nhá các bạn nhá, không có ảnh hưởng gì. Đấy, cái này là thuốc lá ở trên rừng. Đấy các bác. Rồi. Bóp nó ngấm lâu bao nhỉ? Không cần bóp chứ. Vâng đúng rồi. Rồi. Không lấy bóp nha. Vâng, ok. Ngày uống 2-3 ngày cũng được. Cái này là mình mua rồi nha các bạn nhá, mua cho một khách ở miền xuôi. Đấy, bác ấy đặt hàng. Đấy, uống được nha bác nhá. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp tục đi quay chia sẻ cho ông bà cô dì cho bác nhá. Chợ phiên đông nha.
Ở đây là người ta đang bán xôi. Em đi phát anh ơi. Thôi, lần sau rút kinh nghiệm. Đây. Đây, ở đây này các bạn này. Lấm ninh xanh này cả nhà này. Đấy. Lấm ninh xanh. Đây là quay đâu người ta muốn đấy. Ai muốn bán hàng rừng em không? Hả? Hả? Em không có cả hàng rừng đấy. Ờ, thì phải bày ra đây anh mới biết được chứ. Rồi hôm nào có lấm ninh anh lấy cho. Lấm ninh không ăn, chỗ đó lấm mẹ luôn. Tí anh gọi cho cái này bán bao nhiêu nhỉ, anh này quên rồi. Tí anh gọi cho khách, có 10 khách gọi nhưng mà anh quên giá. Vừa em bảo rồi. Nhưng mà anh phải quay sau anh mới gọi được. Có táo đỏ Tân Cương các bạn. Có một bác hỏi nhưng mà để tí mình gọi lại cho bác ấy sau. Bởi vì là bây giờ thì mình đang quay nên không tắt máy được. Thật ra là cũng tắt được nhưng mà mình về chỉnh sửa nó lâu ấy. Nên là mình không muốn như vậy. Chợ phiên các bạn. Đấy, này gặp là cô gái xinh ở chợ phiên. Các cô mua cái kia là cốm xanh nhỉ? Ừ. Cháu nhớ rồi. Nhưng kém làng vòng Hà Nội. Vâng. Cốm làng vòng Hà Nội. Cái này ở đây họ làm chứ? Đây cháu cũng có phẩm. Ừ. Ở đây là có cho lá cây gì không? Lá rừng đấy. Không có đâu. Anh cô hỏi anh này. Cháu vẫn lấy cho khách suốt mà. Đây này cháu còn đi lấy khách nhiều đồ lắm, cháu vứt ở kia. Tin cháu nhá. Vâng. Ba cô thôi. 80 không được thì 90 thôi. Đã đồng ý rồi. À đồng ý rồi. Cân đi con. Cân đi, cân tớ lấy một cân. Các bạn này bao nhiêu? Các cô đi du lịch thì mua đồ nhỉ? Mua được nhiều chưa ạ? Mua được cái gì mà an toàn. An toàn không thực phẩm. Vâng, đúng rồi. Bây giờ tin phóng tiếp viên là con phải cân đủ nhá. Ừ. Không, cháu mua lấy hàng của bạn ấy suốt mà, lấy cả những cái đồ này giao cho khách mà. Đấy, thế con cứ cân đủ là tin tưởng là sao? Là người ta thu cân luôn. Mày có điện thoại không? Đây ạ. Hoặc là bác vào kênh của cháu cũng có số của bạn ấy mà. Kênh gì đấy? Kênh Hải Bảo Thắng ạ. Hải Bảo Thắng. Cháu gói mỗi gói 5 ngàn nha bác. Ừ. Cô ơi, biết bạn là dân tộc gì không? Dân tộc gì? Cô thử đoán thôi. Không ngơ lại. Đoán xem là dân tộc Mông hay là dân tộc gì? Giao ạ. Cháu dân tộc Tày ạ. À Tày. Tày sinh rồi. Tày phải là ở Điện Biên. Không, nhưng đây cũng đa sơ. Cũng là Tây Bắc. Tây Bắc hả? Đây là Tây Bắc. Đông Bắc, Tây Bắc. Ừ. Rồi, dân tộc là gì cái? Người dân tộc là rất thật thà đấy, đúng không? Vâng ạ. Người Hà Nội cũng chuẩn chắc. Đây, bạn ấy bán cả hạt dổi này các bạn này. Bánh trưng đen cũng là một đặc trưng ở trên này cô ạ. Kỷ niệm đi Bắc Hà đấy con. À cái ô ạ, hôm qua mưa à? Không, mưa về để che nắng che mưa. À cái ô này ở đâu chẳng có à? Không, là thịt ở đây mới thuê các cô lên làm. Không, cái ô này người ta nhập về không phải làm. Nhưng mà ở đâu cũng có. Nhưng mà cái đồ này là bạn này là người ta làm. Hoặc là những cái lọ chẩm chéo này là người ta cũng làm này. Đây. Chẩm chéo các bạn. Bác ơi, nếu bác không ăn đến thì bác để mẹ đá nhá. Đây là may ba cô mới đang vây nhá. Chục cô vây nữa thì phải bận rộn, phải nhanh tay vào. Bán hàng mong có khách nên mua nhiều. Và về để đồ lên không phải đóng rẻ. Cháu mua một đống đồ gửi ở quán kia kìa nhiều lắm. Ừ. Cháu mua cho khách ở miền Nam đấy bác. Ừ. À. Khách của cháu chủ yếu là khách miền trong thôi. Còn châu cũng là một đặc sản Tây Bắc. Và nhưng mà phải biết chỗ lấy cơ. Ừ, bởi vì là không sâu, có loại châu sấy để châu các bếp nó khác. Ừ. Thường thường là người ta thích gấp với các bếp hơn. Ừ. Các bếp nó có đồ bếp khói độc lắm con ơi. Dạ. Nhưng mà nhiều người hay thích kiểu đấy cơ. Sợ à. Còn ăn thịt nướng là một, ăn gác bếp khói là hai, độc lắm. Nhưng mà các bác nam này hay thích kiểu đấy. Dạ. Tay rất là dẻo. Nhanh tay nhanh. Cháu không nhanh mấy đâu vì là cháu không chuyên gói ạ. Cốm này là phải là hạt chè, à lá chen. Ở trên này không có bông súng rồi. Ừ, bông súng. Có lá súng.
Nó sẽ có nhưng mà nó ít ạ. Đa số ở trên này họ hay trồng súng ạ. Mấy lại mùa này mùa đông lấy đông. Vâng. Ờ, cháu cảm ơn các cô nhá. À, ok các bạn nhá, mình sẽ đi một vòng nữa các bạn. Đi chúng ta vừa đứng ở tâm sự với các cô ở miền xuôi. Nói chung là mình cũng không biết nói gì các bạn. Thấy các cô đi mua đồ thì mình vào bắt chuyện một tí xem các cô mua gì thôi. Chợ đông nhỉ các bạn nhỉ? Cực kỳ là đông. Ôi. Đây này các bạn này, người ta mua mật ong rất là nhiều này. Đấy, không biết là mật ong khoái hay mật ong đá rừng. Đấy, bởi vì là mật ong ở đây nó có nhiều loại, có cả mật ong bạc hà nữa. Mật ong đá rừng và mật ong khoái. Còn ở trên kênh của Hải thì Hải chủ yếu là lấy mật ong khoái. Bởi vì là mình không muốn lấy nhiều loại, bởi vì là nó sẽ kiểu loãng. Mình chỉ lấy duy nhất một loại ong khoái và lấy cho nó chuẩn. Chứ lấy nhiều nó cứ loạn trí này các bạn. Bởi vì ví dụ như trường hợp là không có mặt này chúng lại đẩy cho khách lấy mặt hàng kia là nguy hiểm lắm. Em uống rượu không? Đố biết đấy. Em là sao biết được chai này? Chè đặc sản của người Mông ấy. Em chưa đến tuổi dùng cái này. Cái này là chữa bệnh đau xương đau khớp thôi. Tuổi này còn trẻ chưa được. Toàn mua gì đây cô em đây? Mua gì mua cho cô nhá. Dạ. Có cái gì của cái đàn ông không? Đó đây này, bà này cô giới thiệu cho. Có ba kích thôi ạ. Đây ba kích đây chú, đây ba kích. Cái này người ta bóc rồi này. Đấy. Hoặc là đứng đây một lúc nữa là bổ mắt. ba kích, cái này tươi đấy. À, bây giờ thì mình sẽ đi một vòng các bạn. Sâm đương quy, đấy, khu vực này người ta bán sâm đương quy nhiều. Không biết là mình đã lấy đủ đơn chưa? Nói chung là khá là nhiều đấy, khá là đủ đấy. Bây giờ là mình đi lấy 1 kg của hoa đu đủ thôi. Hoa đu đủ ở đây thì mình biết ở đây không bán, thỉnh thoảng có thôi. Còn ở khu vực ở ngoài chợ Lan ấy thì rất là nhiều. Đây này, các bạn này. Ở đây là người ta bán chuối rừng các bạn. Buồng chuối rừng đây. Ở trong này nó nhiều hột lắm. Và mua về thì các bác cứ cái lát mỏng ra để phơi khô để ngâm rượu. Hoặc là nó là cái này nó ngoài ngâm rượu ra thì nó cũng có một thành phần chữa các bệnh khác nữa các bạn. Và cách sử dụng là người ta kết hợp với một số loại thuốc khác. Nhưng mà mình không phải là trong nghề nên mình không biết được. Bình thường thì mình hay mua cho khách là mua loại khô và người ta thái ra phơi khô rồi xong mình chuyển cho khách thôi. Còn về khách tự sử dụng các bạn. Họ thích ghép vào một cái gia vị nào đó, một cái thuốc khác chẳng hạn để tạo nên một cái thuốc. Thì cái đấy thì mình cũng không biết lắm nên là mình không chuyên môn. Mình chủ yếu là khách yêu cầu gì là mình lấy đấy thôi là chính thôi. Còn nếu mình biết được mình sẽ tư vấn cho khách. Đấy. Nghệ này các bạn này, nghệ vàng. Nghệ trên này người ta bán có 10.000 một cân thôi. Và loại bột ấy. Loại bột người ta bán là 70-80.000 một cân. Vừa mình hỏi cho các bạn xem đấy. Đấy, các bạn có thể thấy cái phiên chợ đông nhỉ các bạn nhỉ. Đây, cứ vào cuối tuần phiên chợ cực đông. Đấy, chổi này các bạn này. Ở đây là người ta bán cả chổi. Chưa có gì độc lạ đặc biệt nhỉ. Những cái mặt hàng này mình thật sự là quay chia sẻ cho mọi người quay hết rồi. Cái kia là củ mài. Đấy, củ mài. Củ mài to. Lúc sáng nay mình cũng lấy khoảng 5 cân cho khách rồi nên mình không lấy nữa, chủ yếu là mình quay lại cái hình ảnh ở trên chợ phiên để cho ông bà cô dì chú bác xem là chính thôi. Bà con đang té lạc, ngạc đỏ các bạn. Đây,
lạc đỏ thì 70.000 một cân lạc đỏ. Đấy. Còn lạc mắt mèo là 150, lạc đen này 200.000 một cân. Đấy, nó có nhiều loại. Đây bi chuối rừng này các bạn ơi, ở đây này gặp này. Và đây là chúng ta gặp bi chuối rừng này. Đỏ này. Ngày xưa là hay cắm trại ấy. Mình hay sử dụng những cái này để trang trí cổng trại các bạn. Cái ngọc cầu màu tím tím này. Cái màu này mùa này nó vậy. Chắc là rét như kiểu nó thâm vào nhỉ. Ôi, bé kia mặc quần áo đẹp chưa? Đấy. Một bé.